Supervietvn bán được một bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Xin chào anh em, hôm nay Mô Việt sẽ chơi xạ thủ Tho Lè trong mùa 21 để test xem nó còn có 3 viên vượt mạng nữa hay không. Anh em nhớ ủng hộ Mô Việt bằng cách chia sẻ, like clip và comment ký tự bất kỳ nha. Mình muốn biết bây giờ còn bao nhiêu anh em ủng hộ mình, và cũng hơi buồn một tí khi anh em xem chùa quá nhiều luôn. Nhớ ủng hộ Mô Việt anh em ơi, và bây giờ là bắn ta lụng cái mạng chém cân đầu. Cái gì chứ, ăn hồi là nghề của mình rồi. Có đứa đang ngắm anh em ơi, có đứa đang ngắm này. Lớp chưa hoài 3 bên đạn thì ta dạ. Ôi cái gì một đàn mũi nó bay qua anh em ơi. Thực sự là quá lực từ Zue. Những phát bắn của Zue, à không, những phát bắn trưởng của Zue nó thốn đến rốn luôn. Và rồi nếu mà bạn ấy không có ngụy trang thì mình tốc biến nên mình xử lý rồi. Thực sự cái ngụy trang, ôi lại đàn mũi đến kìa anh em ơi. Thực sự tuy chiêu nó nhìn nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó thực sự rất là thốn. Đến thời điểm cuối game thì hai trưởng mình sẽ lên bảng điểm số. Bây giờ nhiều tướng ảo thực sự luôn anh em ơi. Các bạn muốn farm nhanh hãy dùng 3 viên đạn xanh. Các bạn muốn bắn đau hãy dùng 3 viên đạn tím. Các bạn muốn thống chế lịch các bạn hãy dùng đạn vàng. Thường thì bây giờ chúng ta xài 2 tím 1 vàng. Không thì anh em có thể xài 3 tím trong trường hợp được bắn free. Thôi mình về nha. Chứ ở đây nguy hiểm. Ôi vãi. Ui thực sự anh em ơi, chơi game may mắn rồi. Của này chơi game may mắn nha. Chứ không bình thường ý là lên tớt rồi. Đầu game cũng chúc anh em cũng có may mắn nhiều như Mô Việt. Thực sự thì làm cái gì chúng ta có may mắn thì nó sẽ rất là easy. Còn nếu không có may mắn thì làm cái gì cũng không có được anh em ơi. Anh em học tập, anh em đi thi, anh em đi làm, chúc anh em may mắn nha. Anh em buôn bán hay là anh em kinh doanh cũng thật sự là rất may mắn nha. Ok, chiều cuối này. Đấy, từ may mắn thì chúng ta có thể lụng mạng dễ dàng. May mắn chúng ta có thể thoát chết thần thái anh em ơi. Nhiều pha không tưởng luôn nha. Ok, đợi Tono lên là chiến đây. Quá gắt, ngắm quá gắt. Có cả Brighter ở đây nữa. Team bạn có đến đâu đây là 4 con tướng mid game. Nếu trận đấu này, à không, 3 con tướng mid game. Nếu mà kéo về mid game này cũng hơi căng. Mình sẽ là đảm nhiệm vai trò late game cùng với bạn Tu và Len. Nhưng mà tí nữa anh em ơi, bạn Arum 4 phát thôi. Bạn Zue 3 phát thôi, Yasu 3 phát thôi. Nhưng mình phải lấy được những phát chiêu của bạn Zue. Chứ Zue bắn 2 phát mình cũng chết. Nói chung là chơi xạ thủ ý, các bạn muốn đánh hay, các bạn biết giữ vị trí bắn, các bạn biết né skill. Nhớ nha, còn chơi con này thì các bạn phải biết đổ đạn nữa. Chứ bắn tanker mà anh em dùng đạn xanh ý, bắn lên tết combo mà không có chết. Còn bắn những con tướng ví dụ như là xạ thủ tiên bạn ý, thì mình dùng chơi 2 tím hoặc là 1 tím thôi. 2 tím 1 vàng hoặc là 2 vàng 1 tím, bắn sẽ không thể chạy được luôn anh em ơi. Với việc các bạn dùng đạn xanh tích lũy cái điểm nội tại của cái lượng kim rất là dễ. Anh em cứ xài Tho Lè theo cách này, các bạn sẽ hack vàng lết siêu sớm nha. Có đồ thôi các bạn bắn siêu sớm luôn. Con này tầm 2 đồ chí mạng 1 đồ công là các bạn có thể là 3 viên 4 viên một mạng rồi. Ăn dầu cái đá bạn ơi, ăn dầu ok. Farm tiếp này. Ôi chủ yếu mình cứ farm là chính cái đá. Toro cứ từ từ với Toro ơi. Toro late game cũng khỏe nha anh em ơi. Hôm nay có lẽ nhiều anh em đã khai xuân đi làm, đi bán hàng rồi. Có nhiều bạn cũng đã bắt đầu trở lại công việc bình thường và học tập bình thường rồi. Chúc anh em có một năm mới vạn sự như ý. Nói chung là cứ may mắn là tuyệt vời rồi. Cái gì cũng như ý của mình là tuyệt vời luôn. Ui Uzuka. Dù ở đấy mình cũng hơi nhát một tí mà lướt lên là khô máu là có khi ăn mạng của Zuka anh em ơi. Nhưng mà chơi AD đầu tiên các bạn cứ nhát một tí cũng không có sao. Đến tầm giữa game mà khi có đồ
hoặc là gần cuối game, các bạn đánh tự tin một chút xíu, các bạn sẽ tỏa sáng được. Quá nhiều ưng dạng của bạn Yasuo phá hết đi. Hôm nay thì mình vẫn chưa trở về nhà làm việc được, anh em thông cảm nha. Bây hôm nay là mình bên ngoại, thành ra là cũng hơi ngồi một tí, anh em thông cảm mơ việc nha. Chắc có lẽ là đến ngày mai thì mình sẽ gọi là làm việc như mọi ngày, nghĩa là 3 clip một ngày. Hôm nay thì cũng xin chắc anh em cũng chỉ có 2 thôi, clip trưa nay và clip chiều nay. Muốn cắn mình lắm anh em ơi, nhưng mà chắc chắn là bạn đây mà bị thủ rồi. Ui, ui không được. Trời ơi, quả đấy xíu máu mà sao ma vô. Đấy có chút cuối mà. Chơi lại, chơi lại. Ôi, không được anh em ơi, không được, solo nha. Ui, quả đấy mình bắn hơi lon. Bắn hơi nhép. Ok, quả này phải đánh thường một phát mới có đạn anh em ơi. Thủ cuối đây. Từ từ nha. Chơi lại, ôi không có tầm bắn luôn anh em ơi. Team bạn vẫn còn rất nhiều và còn rất khỏe, mình không thể hổ báo được, hổ báo là lên suất luôn. Lừa nha anh em ơi, tí nữa thò lè sẽ khiến team bạn hối hận luôn này. Quý Vương ơi, thôi mất chút, bỏ đi, mình farm tên lính này đã. Đừng có điều quá Quý Vương ơi, còn mấy lần bạn lao lên mà còn chết đéo mạng cho bạn Brai thế này là cũng cam phết nha. Không sao anh em ơi, hiện tại anh em nhìn thấy vàng chưa? Mình cũng như hơn vị trí nhiều nhất team bạn là Brai là 500 vàng cơ. Đấy anh em đi khả năng farm của ngôi Việt như nào. Bình tĩnh, Tunen ơi. Nhìn vàng mình đi, ok nha. Chơi đấy, nhiều khi đầu game anh em cũng không cần tỏa sáng sớm đâu. Tỏa sớm thì game nó dễ quá. Còn anh em farm, anh em muốn biết cách farm, anh em muốn chơi xạ thủ bền vững, nghĩa là chơi xạ thủ khắc tay, các bạn cứ học cách farm với Mô Việt. Chơi con tướng nào farm tốt thì chúng ta sẽ có cơ cả khác. Không sớm thì muộn thôi. Kìa. Ui, không có mạng. Không đến rồi, ở đây mình hơi chậm anh em ơi. Cứ nghĩ là đủ đam rồi. Với cả vừa đấy không có ai che, tao không dám đứng dặn chiêu cuối. Hơi lỗi nhở. Cái này thì làm sao mà biết con này ở đây. Chưa cơ hội tỏa sáng anh em ơi, mà có cơ hội rồi mà cũng bị vụt mấy mạng liền. Rồi xuống làm thủy gấu đây. Hay quá Tunen ơi. Du ê này. Mà tin bạn đông này, Toro cẩn thận nha, bị cắn là chết đấy. May là Toro trâu anh em ơi. Được rồi, lu vợ ơi, lu. Yasu. Ui, bạn đấy cũng vui sâu quá rồi. Wow. Gắt nha. Có mình bạn đây, ôi chạy rất nhanh. Ui, đào thật đấy anh em ơi, bắn hay dã man luôn. Thực sự là toàn bạn gắt nha. Tầm nước canh này đánh cũng đã rất gắt rồi. Ngắm cứ phải gọi là đúng là con trang phục xịn sò khác. Nhưng mà còn đấy, ui, lại có vị trí về rồi kìa. Đây anh em ơi, lên là chết này. Ui, dính mãi, đợi mãi. Đây có mạng tiếp này. Ngon anh em ơi, đánh thì tỏa sáng ngay, thì tỏa sáng ngay. Tiếp tục mạng nữa này. Nhưng mà có khi là Malok chém vào đấy, Malok ăn rồi. Thua. Gặp ngay cướp gấu như mình còn ngay quả cầu băng xương em ơi. Ok, bây giờ để mình đi nha. Team bạn đã bị kết sạch hết rồi. Lấy trụ anh em ơi. Hai đồ chí mạng, một đồ xin giáp là cái lượng đam của con thon này là nó rất ảo rồi anh em ơi. Bây giờ là mình bắt đầu tỏa sáng đấy, farm nhanh sớm nhanh thì tầm suốt 10 các bạn sẽ tỏa sáng được. Ôi Yasu ngắm ai vậy Yasu ơi. Ôi quá gắt, tấn công có sai thôi, ngắm rất ảo luôn. Bây giờ là tầm 4 viên nha, 4 viên là chết UE rồi. 1, 2, 3, ôi 3 viên chết UE anh em ơi.
Ui, double kill, triple kill, quad kill. Đấy, đây, 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 đây. Chỉ cần 1 phút thôi, không, 30 giây tỏa sáng thôi. Không, chỉ có 15 giây tỏa sáng thôi là quad kill ngay. Ok, anh xem sao. Nhưng mà từ từ nha, mình dọn lính nhá. Ok, ok này. Ui, bạn đấy đã rút rồi. Yếu rồi, không có ai đánh cơ của đấy. Đợi tí nha, mình đang tới này. Nhưng mà bây giờ mình có được 8 mạng thôi, từ từ thôi. Bình tĩnh thôi, từ từ thôi. Để tiếp bàn ra mình ăn thêm tí nào. Làm clip cũng phải tầm hơn chục mạng nó mới ngon. Để tiếp bạn ra nha, để tiếp bạn ra để mình test xem là 3 viên một mạng hay không. Ở cái nội dung clip này mình là mình muốn test xem có còn 3 viên một mạng hay không. Đấy, chứ không phải là end game trận đấu sớm đâu anh em ơi. 1, 2, ôi không chí mạng, end đấy nhở. Ui, 3 viên không chí mạng phát nào. Ui, gấu. Gặp gấu là các bạn phải tốc biến là nhanh nha. Và nó rất nhanh, đừng để gấu choáng được anh em. Đấy, 1, 2, 3. Ok, anh em ơi, vẫn 3 viên một mạng. Đấy, sức bắn của Thor Lè là vẫn rất là khủng khiếp nha. Có con tướng xạ thủ trong mùa 21 thì các bạn vẫn có thể leo rank rất là tốt. Nhưng được counter đội hình tanker thì bạn rất là ngon nha. Bạn Adroom 1, 2, 3, 4, 1, thôi 6 viên, coi như là 6 viên đi. Nhưng mà nó cũng không hên được chí mạng nhiều cơ. Hoặc là mình phải chơi 3 tím thì mình mới bắn bạn Adroom lên bảng điểm số với 4 viên. Nhưng mà 4 viên bắn tanker vẫn là khó, 3 viên bắn những con kia thì vẫn ok. Nhưng thì bạn ấy áp sát nha, có chữ cuối. Ngay mà. Thôi cứ chơi nhau đi, chơi nhau với Todo đi. Ok, Todo ngon quá, Todo ơi. Có lẽ thì bây giờ lên em chơi trận đấu thôi. Chứ mình cũng đã đạt được cái mục đích là test xem 3 viên một mạng hay không. Đúng là chất tướng quá ghê luôn, một chất tướng vẫn rất khỏe. Các bạn nhớ chưa có Thorne thì mua Thorne mà chơi nhé. Farm nhanh, late game siêu khỏe. Con này thì các bạn dùng nhiều hồi chiêu một tí. Ăn mùa xanh nữa thì quá tuyệt vời luôn. Hồi chiêu chuyển thành công một lý mà anh em ơi. 12 này, 13 này. Đấy. Bây giờ mình đến mạng thôi. Ôi, quá gắt. Ôi, kết thúc trận đấu và video clip của Mô Việt đến đây hết rồi. Xin chào anh em và anh em muốn Mô Việt làm con tướng nào thì comment bên dưới mình sẽ thực hiện theo cho anh em nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.